Xin kính chào đại gia đình mình ạ. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8. Trên Cao Phong mình mưa mấy ngày nay, ngày nào cũng mưa mọi người nhé. Thì hôm nay mình vào vườn mình thăm lom vườn xem tình trạng lứt thế nào. Thì mình vừa lội cũng chẳng thấy một, gần như là lứt không có luôn. Đếm được trên đầu ngón tay mọi người. À, mình thấy các nhà vườn kêu lứt rất là ác luôn. Nhưng nhà vườn mình thì mình cũng sợ, mình vừa vào vườn xong. Đây mình mời mọi người tham quan. Gần như là tỷ lệ lứt không có. Thì cái biện pháp chống lứt thì nhà mình cũng đã chia sẻ mọi người video và mình chia sẻ thuốc cho rất là nhiều các bác phun ấy. Rất là nhiều luôn ấy. Bò canxi với cả thằng đạm canxi rồi vi nữa. Đấy, là mình chia sẻ cho các bác ấy để các bác ấy phun mọi người nhá. Đây cam đường canh nhà mình này. Đấy. Mưa lắm, ướt mọi người. Đấy. Quả bắt đầu dập dìu vào nhau hết rồi. Nó rụp xuống rồi mọi người này. Nó rụp hết xuống rồi. Nó rụp hết xuống mọi người nhé. Như này mình phải buộc lên thì mới đẹp. Mưa nó rủ hết xuống. Thì đấy, mời mọi người tham quan vườn của nhà mình xem thực tế. Đây nó rủ hết xuống rồi mọi người nhé. Cái biện pháp chống lứt mình đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều. Còn như bây giờ các bác bảo phun có được không? Thật ra thì giai đoạn cam đường canh nó nứt cuối tháng 6 là bắt đầu nó đã có hiện tượng nó lứt rồi. Và lứt nhiều nhất là trung tuần tháng 7 và đến trung tuần tháng 8 là nó lứt. Còn hết tháng 8 là nó sẽ đỡ dần. Tại vì sao? Khi quả nó già rồi, nó đủ nước rồi. Và vào hết cái mùa mưa thì nó cũng mưa ít đi thì nó cũng sẽ không lứt mấy nữa mọi người nha. Đấy, còn cam đường canh nó sẽ lứt có hai cái thời điểm nó lứt, đó là khi quả nó bước vào hút nước, ví dụ như giai đoạn như bây giờ, và sau khi quả bắt đầu bước vào hung gần chín là nó cũng vẫn lứt một tí, nhưng giai đoạn nó lứt rất ít. Đấy, thì mình phải phun phòng từ sớm nó mới đạt hiệu quả. Còn những cái bác mà bây giờ hỏi thì phun vẫn phải phun thôi, để những cái quả mà nó chưa có hiện tượng để nó lứt thì nó sẽ giữ cho mọi người giữ được những quả đấy. Còn nếu không nó lứt cam đường canh nó lứt thằng chùm luôn đấy. Còn những quả nào mà nó đã có biểu hiện để sắp lứt thì không thể nào cứu được, tại vì phun bây giờ nó quá muộn rồi mọi người nhé. Ướt quá mình cũng không muốn vạch ra. Đây vạch ra bên trong thì nhung nhúc quả mọi người nhé. Đấy, ướt lắm. Đây, lứt thì là thường là quả đầu ngọn là lứt nhiều nhất đấy mọi người nhé. Kể cả trong thân, nếu như mọi người cứ mỏng vỏ là mọi người sẽ lứt. Nếu như mọi người không phun cái thằng canxi, mọi người có rất là nhiều các bác hỏi là phun nhiều canxi thì sợ nó bị dày vỏ. Không sao mọi người nhé. Giai đoạn như bây giờ thì mọi người cần phải để dày vỏ thì nó mới chống được. Làm sao vỏ nó dày thì nó lớn lên, thì ruột nó lớn lên đâu thì nó bao bọc được. Nói cái khác là lứt là cái hiện tượng mà sau mưa là lứt, là nó hút bộ rễ nó hút được nhiều đạm đưa lên thì ruột nó lớn như hơn cái thành vỏ. Vỏ nó mỏng nó không chịu được thì nó phải lứt thôi. Thế nên là mọi người phun thì giai đoạn canxi là nó làm cho dày vỏ. Đấy, nó làm cho vỏ nó dày và nó chắc cái tế bào của vỏ thì nó sẽ giữ được cái sự lớn của ruột. Và đồng thời sau khi quả nó bắt đầu bước vào già đi thì mọi người nhận biết thì lúc đó mọi người sẽ bổ sung những cái thằng kali cao lên một chút. Đấy, mọi người phun thì nó vừa làm cho quả chín, vừa làm cho quả đẹp, vừa làm cho quả ngọt. Và quan trọng nó làm cho mỏng vỏ ra ngay. Đấy, nên là không sợ mọi người nhá. Thì thực sự thì đây, hôm nay mình nội vườn mình chia sẻ với mọi người để mọi người xem. Đấy, gần như là chưa một quả lứt nhá mọi người nhá. Mà không phải là không có quả mọi người nhá. Đấy, trong thân ngoài tán đều như nhau. Díu hết xuống rồi mọi người nhá. Vườn nhà mình có mỗi bị con bọ trĩ nó hút này, là do cái tháng 4, tháng 5 nắng quá mình không dám phun thuốc sâu. Đấy, mình không dám phun, sợ nó bị rụng quả. Đấy, víu hết xuống rồi mọi người nhé. Quả này, mọi người nhìn kìa. Quả đấy. Đây, tầng gầm đây. Xem tầng gầm có bị lứt không. Cũng chưa có mọi người nhé. Rất ít quả lứt luôn. Đấy, rất ít quả lứt, chưa thấy. Lội vào trong nữa mọi người nhá, trong nữa xem. Nó víu hết xuống rồi mọi người này, víu hết xuống rồi.
mưa gió không làm gì lại phải thấy mọi người đăng lên Facebook các thứ kêu lứt nhiều lắm, mình sốt ruột lại vào vườn để xem tình trạng nó lứt thế nào đấy. Chưa thấy lứt đâu nhá mọi người nhá, đấy mọi người thấy dập dìu hết xuống rồi. Đây là quả bị cháy này mọi người, cháy lắng này, cháy lắng, cháy thuốc này, đấy. Lắng lắm quả đấy. Víu hết ngọn xuống rồi. Đây, giờ thấy có một quả lứt đây à, quả lứt này mọi người này. Đấy, nói chung đi bao nhiêu cây mới có một quả lứt. Đấy, nói chung là mình bảo đếm được. Kia quả thứ hai nữa kìa mọi người cả. Đây, mình, đấy đấy, mọi người thấy chưa? Thấy quả kia chưa? Đấy, mình phóng to cho mọi người. Đấy, thấy quả thứ hai. Trên kia sai thì không lứt mọi người nhá. Đây, bên này không có lứt. Mình sẽ quay thực tế cho mọi người, không giấu giếm làm gì. Đây, nếu như lứt ở dưới là mọi người nhìn gốc biết ngay. À, cũng quên mọi người, xin chia sẻ mọi người là mọi người lứt ở nhà vườn thì mưa như này sù vào thì mọi người nhìn thấy gốc là biết ngay, lứt nó rụng đầy mọi người. Nhưng mà mình không có một quả mọi người nhá. Cũng như là lấm bệnh chưa có một quả. Và mai mình lại tiếp tục mình phun lấm bệnh nữa mọi người nhá. Mình phun được một tháng rồi. Mai mình lại phun tiếp tục một thằng lấm bệnh nữa. Đấy, phòng trừ lấm bệnh tiếp cho nó nữa. Đấy. Vẫn còn đang mưa này. Bây giờ nó báo mai cao phong là không mưa nữa thì mai mình sẽ phun lấm bệnh. Mất hết ngọn rồi. Đấy. Cành này chưa buộc lên được đây mọi người này. Rất ít lứt mọi người nhá. Đấy. Lứt là mọi người nhìn thấy ngay. Kể cả cam lòng vàng hay là cam canh, hiện tượng lứt của mình rất là ít. Đây là xanh xanh này là mình phun thằng zero xanh đấy mọi người. Đợt tới này mình vẫn phun zero xanh mọi người nhá. Mai mình vẫn phun zero xanh cộng thằng đồng ion. Mai mình sẽ phun hai loại đó để mình trừ lấm. Mình sẽ cộng thêm thằng đồng ion. Đây trong thân này chưa lứt mọi người nhá, chưa thấy hiện tượng, ít, nói chung là ít, rất ít luôn. Đấy. Cực ít luôn, víu hết xuống rồi. Mất ngọn hết rồi. Xem lốt cây này nữa xem có lứt không. Mưa ướt lắm mọi người, mình xem lốt cây này đi vòng ra rồi về thôi mọi người nhá. Không lứt mọi người. Chưa lứt. Nói chung là tỷ lệ lứt ít. À đây, quả cam tròn một quả lứt này. Đấy, lứt là nó rụng như vậy mọi người nhá. Nói chung tỷ lệ lứt rất là ít luôn, cực kỳ ít. Ở đây cây này cũng có một quả lứt đấy, một quả lứt thôi. Thế là đi từ lúc đấy mình đếm được có ba quả, thì bao nhiêu cây chỉ có ba quả lứt thôi đấy. À, ở dưới này lưng lên đầy quả này mọi người này. Cái này sai lắm, không lứt mọi người nhá, lứt rất ít. À, đây một quả lứt nữa, cây này có một quả, chỗ này lại lứt đấy. Cây này cũng một quả lứt. Cháy nắng đấy, nói chung chỉ có một quả lứt thôi mọi người. Ây dạ. Nói chung là đạt mọi người ạ. Mình đi khảo nghiệm vườn tỷ lệ lứt phòng chống đến giai đoạn như bây giờ là mùng 4 tháng 8 rồi, quá đạt rồi mọi người nha. Còn phun thì nó vẫn phải có tỷ lệ lứt nhưng nó lứt rất ít, năm nay nó còn lứt cực ít luôn đấy. Gần như tỷ lệ như này nhà mình không có lứt mọi người nha. Còn mình làm video mình chia sẻ đến đây thôi. Yeah. Tất cả những cái mặt hàng mình chia sẻ với mọi người thì những ai cần đến những mặt hàng mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại góc phải màn hình ấy. Mình chia sẻ nguồn thuốc cho mọi người nha. Đây mình đi về thôi, mưa lắm mọi người.
ướt lắm. Xin tạm dừng video ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhá.